Xin chào các bạn đến với trang Bất Động Sản Long Việt. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2020. Chúng ta đang đi trên con đường hồ, ven hồ Yên Thắng. Một con đường rất đẹp, đẹp của thành phố Tam Điệp. Chỗ này cái góc này, rồi. Ở bên phải chúng ta là hồ Yên Thắng. Bên trái là có một cái phim trường Halloween. Và đằng sau chúng ta vừa đi qua là nhà hàng BBQ. Chỗ này có những khúc cua đường cong rất đẹp. Đây, vâng, đến khúc cong đầu tiên này, chúng ta nhìn thấy con đường có tên là đồi gỗ. Chúng ta đi vào cái con đường bê tông. Đường đồi gỗ đây. Đường đồi gỗ. Đây, quay để chúng ta nhìn rõ hơn. Đó. Và chúng ta đi vào con đường bê tông của cái đường đồi gỗ. Mảnh bất động sản ngày hôm nay chúng ta muốn giới thiệu đến các bạn. Nằm trên thôn Đồi Cao, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp. Đi từ đường Hồ Yên Thắng, đi qua con đường bê tông có tên là Đồi Gỗ, đi qua một doanh trại quân đội. Đây, doanh trại quân đội trước mặt đây. Để đi đến mảnh bất động sản chúng ta chuẩn bị xem. Diện tích xích xoát 500 m2, chính xác là khoảng 430 m2 trên bìa, và phần lưu không còn khoảng tầm vài chục mét nữa. Chúng tôi cũng chưa đo chính xác là cái phần lưu không khoảng bao nhiêu, khoảng 450 m2 đi. Con đường này cũng là con đường thông ra trường Cao đẳng nghề cơ giới, ra đường 1, quốc lộ 1A. Từ đây đi ra quốc lộ 1A chỉ khoảng tầm 500 m thôi. Rất thuận lợi cho các bạn đến với nhà nghỉ trên hồ Yên Thắng. Cách nhà nghỉ hồ Yên Thắng được khoảng 1 km. Đây, chúng ta sắp sửa đến vị trí của mảnh bất động sản đây rồi. Các bạn đi từ đường hồ vào đây khoảng 400 m thôi. Chúng ta đi theo con đường bê tông đồi gỗ đó, vào đến chỗ mảnh bất động sản chúng ta sẽ có một cái ngõ số 81. Đây rồi. Đây, đây là biển chỉ dẫn chỉ ngõ 81. Đây, mời các bạn đi vào trong ngõ này khoảng 40 m. Đây, trong này là đã có nhà dân ở đây từ lâu năm rồi. Đây, chúng ta vào khoảng 40 m thì sẽ có cái đường bê tông nhỏ nữa. Đây rồi, cái mảnh đất chúng tôi, mảnh bất động sản chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn là từ chỗ cây sung đây. Đây có một cây sung này. Đằng trước mặt là một cái ao của thửa đất bên cạnh. Đây là nhà cô hàng xóm bên cạnh này. Đây là số nhà 08. Có lẽ là cái mảnh đất chúng ta muốn giới thiệu là sẽ là mảnh đất có số nhà 10. Và tôi đang đứng ở bên trong giữa vị trí của đất. Thì cái chỗ này nó rất là nhiều cây, nó hơi rậm rạp nên là nó hơi khó để nhìn được cái tổng thể. Chỗ vị trí tôi đang đứng đây là có chiều ngang là vào cỡ khoảng 10 m. Đây, quay ra đằng sau. Sau từ bụi chuối lộn lên. Đây, từ đây là đến chỗ mốc chỉ giới của địa chính cho phép là từ cái bụi chuối kia quay lại đây. Thế còn ngoài kia cũng là phần, còn một phần lưu không nữa, chắc cũng khoảng tầm 5 m nữa. Vâng, đây là đằng sau đất thì từ chỗ bụi chuối quay trở lại đây thì về đằng cuối cùng đấy thì kia chiều ngang là 11 m theo như ở trong bìa đó, là 11 m.
chạy dài. Đấy, chạy dài theo cái bức tường kia, các bạn nhìn thấy bức tường kia, chạy dài lên ra đằng trước là nó 53 m. Đây, chỗ này là quay đằng trước đây, nó nhiều cây cối quá. Đây, hiện tại thì tôi đang đứng ở phía trước của mảnh đất này. Bên cạnh là đã có hàng xóm đã xây nhà rồi. Đây, còn miếng bất động sản giới thiệu đến các bạn thì nằm ở bên phía này. Đằng trước là có một cái ao. Một cái ao nông thôi. Thì mặt đằng trước này theo như ở bìa thì là có chiều mặt ngang này là 5 m. 5 m và chạy sâu xuống khoảng 50 m và đằng sau là 11 m. Theo đúng như sổ đỏ. Theo đúng như sổ đỏ thì tổng diện tích là hơn 400 m, nhưng thực tế sử dụng thì có thể lên đến gần 500 m. Vâng, trên đường chúng ta đang đi trước mặt đây là chỉ còn khoảng 200 m nữa thôi là sẽ ra đến quốc lộ 1A, trường cao đẳng nghề cơ giới. Con đường này dự đoán trong tương lai sẽ là một cái con đường rất đẹp, có phong thủy. Để trái ra đường 1A rồi. Rồi. Rất gần, rất thuận tiện về giao thông. Đây, ra đường 1A, rẽ phải là đi Hà Nội, rẽ trái là đi Thanh Hóa. Và xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Xin cảm ơn.